chiều chúc các bạn vui vẻ nha. Buổi chiều này mình đi chạy các bạn ơi, đi xuống kiếm mớ cá liêu kiến chiều cho mấy con mèo nó ăn coi, chạy có được cá nào ngon ngon không. Mình xuống sông này các bạn, sông này là sông chạy dài vô Kinh Phước Xuyên các bạn, đường đây chạy dài Kinh Phước Xuyên, đường này thì chạy ra ngoài Tràm Chim Tâm Nông. Này mình xuống này mình chạy thấy giờ này nước đang lớn lên nè, thấy có cá liêu kiến còn ụt nữa nè. Rồi đây mình bắt máy mình chạy cho các bạn xem nha. Hôm ngày không có đi đặt gặp nữa các bạn ơi, cũng không có đi câu cá được nữa. Ở nhà mình đi chạy vòng vòng. Rồi để mình quay lại cho các bạn xem nha, mình chạy. Mình chạy bữa nay không biết có cá nhiều không các bạn. Thử coi sao tụm gài không có chạy ở đây. Có mấy cái về lục bình nó trôi ngay chân cái chỗ mình chạy luôn rồi. Có một chút điện thoại, những cái điện thoại lên cái máy lên. Rồi mình xuống chạy nha các bạn.
Ai da, không có nào con cá. Không còn cá cha con. Dính được con cá cha con bạn ơi, đây đúng con à. Này thả vô cái bồn nuôi luôn, con có làm cái dẻo sao hả? Dạ. Thả nuôi vậy đó, chạy cá nhỏ nhỏ về thả vô. Có còn để vào cái cơm của mấy nghèo ăn đó, chặn đó thả vô. Cá nhỏ mà. Bữa đó anh nướng vô đây nó đổ cá lợp, mà không biết đặt cá lợp chỗ nào hay chỗ nào. Ai đổ? Cái thằng đặt lợp nè. Vậy nó vô đó nó đặt nó hay gì? Vô cái em bỏ hả? Không biết cái chỗ nào đặt gần mình không? Ồ, cái này kiến này nó khôn quá, nó ra thuốc ngoài sao không con? Có hàng rồi. Không như ta. Ốc cái ngoài bậc cấp rồi đó kìa. Bảy. Ốc ngoài bậc cấp rồi đó. Không biết có bẩn sao. Không, bậc cấp này là giữa mương nè. Sâu lắm. Giữa sao mày sâu hả? Rồi với được con cá cha nữa. Con cá cha nữa các bạn ơi, cá cha nữa, mình vừa thả nuôi được rồi, quá im, các bạn, dạ, mỗi bữa có leo kiến này dính nhiều bữa nay, ốc ngoài xa không, khôn thiệt. Chứ bữa nay nhiều nước lớn nè, phải không? Ừ. Hồi bữa nước rộng nó tấp vô mé không à? Cái này nó khôn quá rồi. Nó không vô mé bờ, nó không dính. Cái lục ngoài mé không đó không à.